Đây là quang cảnh nhà em học sinh. Nếp nhà sàn cổ kính. Nên là phụ huynh học sinh làm cơm, mời thầy trò đến ăn. Từ nhà em học sinh, cái nhìn sang bên nước bạn Lào. Cái cầu ở xa xa kia chính là đường qua cửa khẩu, và cái bên ngọn đồi gần đây nhất chính là đất Lào. Nhà là con cá là phải lý. Gái sau này lấy chồng đi chỗ khác. Gái sau thì... Ý là nó bảo là lâu ở nhà này nữa là nhiều nhà ăn thôi. Không biết ở nhà sàn kệ nó. Tên là sàn tách. Đấy, em ở An, ở mẹ thì cũng ở đây thì thầy đã còn công tác thế này lâu dài thì nhường cho em, nhưng mà là mẹ là phải phấn đấu sau làm cho là mua được cái nhà thị trấn. Là nếu làm ở đây, còn không được làm ở Hà Nội thì mua nhà Hà Nội. Em cũng phải cố gắng nhiều mà. Đấy, nhưng mà hôm nay là nhà đây là như em nói đây, là nhà có gì nhà. Dạ, mình ăn nhiều nhỉ. Nhìn bán nước mắm vào nhất là thứ nhất là sai sai lý do là em chưa thoát khỏi gia đình, em còn đang phụ thuộc mẹ. Gì mày? Đừng nhìn ra mẹ tôi thế nào? Em cố gắng cho thầy. Em không thể nói chuyện với thầy. Ừ, là sao mời thầy uống rượu và cho thầy vui. Chị gây đồ. Mấy thằng Lào, thằng Lào thì tốt vui chứ. Chị Kiểu gì ơi. Em tín có biết uống thuốc không? Chọn đi. Chọn đi. Chúc các bạn sức khỏe nha. Cái danh hiệu nhà hàng ở đây luôn. Chúc các bạn thành công. Quá sự ăn nhiều. Đến nhà chơi rồi đòi cưới hả? Không, là bạn Thảo đóng học ở nhà với người yêu. Tôi à. Tại sao mà không uống? Nhưng mà em thì không uống thầy Cường mà là cứ uống thầy Cường. Không thích. Em không được thích.
Không đi nữa. 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 Đây là nhà em không ngại. Cứ ngồi gần vào. Đây là nhà em. Chạy thế mà. Cho nên gái chồng người nó cười cười nứt cả mắt. Trai là phải đi ăn một tí. Nếu mà ngày xưa đi ăn đâu mới đi. Đi làm. Đang quá bảo là đi. Đi làm. Chơi qua đường. Trai mình cứ chọc cái cục bột. Không ăn thua. Một người khi nào là nó 18 chắc nhanh học con mai bảo đẹp trai thì chụp được bạn nào chụp được rồi nó mày hại ai mà so với Thanh Hòa là ra là cái người cũng được một số đâu là làm sao đâu còn sống ít bạn rồi biết chơi rượu và con mà xấu rồi cố gắng thế nào cũng không ăn không tức là xác định không đi bước nữa anh mua buồn không chị xác định để chị phải biết anh gì là đi cũng được đến với mình mà người ấy bạn bảo ba chén kiểu con cái đang ăn luật tiền ngon anh ơi luật tiền ngon bảo là vấn đề mà nó chưa cô thằng này vấn đề ngủ ngủ nhanh tôi thằng này nó chỉ cần chi bột thôi mà ok và nó mà đi là đi sao em bà đấy cái gì 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 đấy Đi ơi. Ăn được có 2 tuổi. Tao lại uống uống hết đi, kiểu đi. Ăn đúng có 2 tuổi. Hai chân uống đi. Đây 5 năm rồi. Mặn lên kìa. Bài của tôi chậm thầy đâu mà thầy cũng chậm bài. Có, thầy hay lấy cái em với em đó không nói gì cơ. Thôi không cần, nha. Cứ dựa vào chén rượu để tôn trọng nhau là không được. Thì cũng phải là uống xong có tình cảm lên một tí, thầy ít đánh em lại chứ. Vào. ตามมาแล้วตามเหมือนไงอ่ะเออไปเจอเขาแล้วให้คนเกียร์ให้ผมอู้ให้ดิเซ่อ่ะคงไปเอื้อนเนี่ยจะเลยเอื้อนไม่เสียไม่ได้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 ไม่
lớp của ta lớp sao chị mời đi ăn ăn rau hôm nay là không có măng kiểu là nói từ hôm qua thì mới có măng sáng buổi sáng là chị không có măng em ở trên đây là em biết nhiều lắm cô nghĩ là số hôm ai mà dàn tôi đây mẹ không à sừng có sừng các biết các bạn em là cái đường tả thật đấy thầy chỉ thích quay về lốc thôi. Thầy không không thầy đi luôn đấy, thầy đi cắt tóc. Tôi còn phải làm đến 10 giờ mới tôi vào này. Tôi từ bữa nay mai về rồi hôm nay cháu khoán nhá. Mai em về hả? Hôm nay cháu khoán nhá. Mai em về rồi. Ui anh cứ thấy đừng quay nhé. Anh bảo mai cô về rồi cháu khoán cho em với thầy. Anh đừng quay anh đưa lên thầy nhé. Anh cứ thấy anh đừng quay anh đưa lên thầy nhé. Không vừa đi à? Kiểu nó dài quá. Quay mày xe vừa đi. Xe vừa đi. Quay thì quay đừng quay thế này. Làm chỗ con trai bên này này. Hôm nay có tháo khoán không? Đi ra ngoài. Đi. Tháo. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Không, cứ thích quay phim thôi. Chị ơi, biết cảm ơn. Không có to được à? Cái này phải vào tìm hiểu không? Tìm hiểu như thế kia. Hay mình phải tắt đi rồi mình phải quay. Đấy, khóa màn hình à hay là sao? Không, không dứa không được. Không được rồi. Phải là cái này cơ.
Ý nữa để xúc thầy cho xong rồi thì thầy trò mình qua bên kia xong rồi xô phát nhờ phát cho nó vui vui nhà vui cửa với cả em bước quay đi. Ơ đoạn nào mà chán chán chậm chậm nó trễ mất 2-3 giây. Quả này là cam gì gầu này gầu 8 hay gầu 7 gì đấy. Con gì à? Dạ thế Cường bảo em quay đây 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 thầy Cường em người ta không cho quay lời khám còn nhiều thời gian đấy. Là em là học sinh của thầy Cường bên Long, không phải con Linh bên Long. Phải lấy cận cảnh kia lúc lấy lại xấu, em cứ tự nhìn nó với nó mới đẹp. Lúc này em về thăm mấy lần rồi đấy, cái này thăm mấy lần rồi. Mày không trả uống nha, kém đi đâu. Tao thoải mái lên nào. Thế anh em quay cho lại. Cơm nếp. Ở đây sai rồi. Rượu đâu? Lại đây. Sai đi. Mấy em đi ngồi đấy luôn. Con này còn về nhà mà. Mày không đi học à mai? Nó về là nó xuống luôn mà. Thì lên với con Nguyệt luôn, lên rồi cùng xuống. Nguyệt về rồi. Nguyệt ơi. Làm chi? Các bằng cái chỗ về ra mà để con đi. Lấy ai? Lợi. Thôi. Đang ở dưới nói thử. Lấy ai? Bà này thầy nhìn quen lắm nha. Đi học là em đến phòng thầy chơi rồi đúng không? Vâng, em bạn cho mà thầy. À. Ồ la. Biết được cơ. Là đến lớp 10 à đến lớp 10 không được thì kèn hiện. 10 họ năm. Ba kia. 3 triệu. Sao đâu? Mà tâm phản mất. Đến lớp 11 được cái. Thì là bà chị cứ nói một câu thôi. Con hai đứa chọn hai đứa, một là con đi làm việc trước, thứ hai là đúng đấy. Các bạn mà sai thì các bạn không được làm đấy. Mình làm đấy, mình chiều mình cũng không được. Mình đâu mình quá giờ cao chưa đây này. Chiều nay nghỉ. Mai cũng nghỉ đấy cô. Chiều nay đang học bài à? Bài không nghe. Thôi mày. Này. Đừng mặt cả xấu hết. Ngày mai ngày kia lại theo một người mới. Mai chưa đấy. Kéo mày. Em cũng ước giống anh ấy. À bà khoan một lần. Là cái điều ước với em cũng ước giống anh. Ước kéo. Mặt đây nhá. Cũng ước kéo làm gì. Bàn mấy mình với cái này. Tối quá nhỉ. Ý là người ta thiếu. Toàn tham không. Tối quá. Tức là biết rồi. Bà nha. Bạn nào mà nói nha. Kiểu kiểu dạng là người nhà nước ấy. Tại sao được nói như thế? Bởi vì em bảo ông là trưởng bọn anh là ý là họ nghe thấy đúng không? Tao lừa mày đúng không? Anh nhá, anh làm nó mà làm nhá. Tổng kết cái điểm tin rất cao cao lên tí của em thế nhá. Tao đòi cái gì được không? Mời các bạn nhá. Này, thôi, đừng quay. Mày cũng gặp thấy cái mùi đấy thôi. Nhờ thiệu bài. Bà đã được rồi, bài đã được rồi. Bài bài, bài nó mới kia vui hơn đất này. Trên nữa, anh thử trên là bà. Không tệ, bên này. Em cũng mới học với thầy một tiết thôi. Em học ít thế nhở? Thầy tưởng thầy dạy nhiều chứ. Đúng không? Không, một tiết hay hai tiết nhở? Mỗi lần là một tiết nữa. Thôi, bỏ chúa cắt cắt đi cái lúc bỏ học. Chúc thầy sức khỏe chứ nhá. Thầy cảm ơn nhá. Chúc em học không đi. Đâu thầy học à, dạy thầy một cô địa lý mà. Mệt mệt nơ. Ai uống được thì em có rồi đúng không? Truyền thống lớp E là toàn là những người chán rồi đó. Bắt cho mi mà chán rồi. Ok. Đúng rồi. Ok. Mi làm cái gì? Bắt đầu đi. Nó khơi. Nhiều nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bao.
thuốc là cái Tây Bắc này.